Thưa quý vị và các bạn, nếu như trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra trên 500 vụ bạo lực gia đình, thì đến năm 2017 đã giảm đến 63%. Con số này là minh chứng cho thấy hiệu quả của sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại Thừa Thiên Huế thời gian qua, nhất là sau khi luật phòng chống bạo lực gia đình được thực thi. Trong phóng sự dưới đây, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình ở Thừa Thiên Huế với những giải pháp trọng tâm trọng điểm, trong đó công tác tuyên truyền được xác định là giải pháp quan trọng và xuyên suốt. Hình ảnh những người đàn ông sẵn sàng chia sẻ việc bếp núc với vợ như thế này đã trở thành chuyện bình thường ở thôn Đức Bưu, phường Hương Sơ. Bản thân cũng vất vả suốt ngày với công việc hơn hề, nhưng chiều nào về nhà sớm, anh Nghi cũng sẵn tay vào bếp, cơm nước đỡ đần cho vợ, bởi anh hiểu vợ anh cũng phải ngược xuôi khắp nơi, bán cho hết gánh bánh, kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Vợ trong cái mùng vui vẻ mà hạnh phúc có chứ mùng. Thì ai đi giống mình đi làm về trước thì mình nấu cơm được, vợ đi về sau nấu cơm sau. Thường thì đàn ông có suy nghĩ là mình có quyền đánh vợ, thì theo anh cái suy nghĩ này không có đúng hay không? Không, không được, không đúng được. Trong làm gì mà đánh vợ được, vợ được, là vợ mình phải đánh. Thường vợ thì đánh vợ. Để có những chuyển biến trong nhận thức dẫn đến thay đổi hành vi về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, nhất là với các đối tượng nông dân hay lao động chân tay như anh Nghi, cũng là cả một quá trình. Trước hết là mình phải tìm hiểu luật, nghiên cứu về luật để mình làm công tác tuyên truyền vận động. Cái hai là mình phải sâu sát, vân gân gũi gắn bó với quần chúng nhân dân. Mình đặt mình vào với hoàn cảnh của bà con nhân dân để từ đó mình có những cái đồng cảm. Thì khi đó mà công tác tuyên truyền vận động là được bà con là coi như họ đồng tình ủng hộ. Địa phương cũng đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Tuyên truyền luật phòng chống bạo lực gia đình thông qua các tổ chức hội đoàn thể sinh hoạt hội họp ở trong các chi hội và các câu lạc bộ của các hội đoàn thể, đặc biệt là hội liên hiệp phụ nữ, rồi đoàn thanh niên và bên phía cán bộ công chức về văn hóa xã hội phụ trách về mạng gia đình. Thì cũng đã tuyên truyền đến với bà con nhân dân, đặc biệt là cùng cái chỉ tiêu trong cái việc bình xét về gia đình văn hóa và tổ dân phố văn hóa thì cũng có đánh giá về cái tiêu chí trong cái phòng chống bạo lực gia đình. Là vùng đất kinh đô xưa, Huế hiện đang giữ gìn được các hệ giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống trong đời sống gia đình và xã hội. Những giá trị này đang từng ngày được bảo tồn và phát huy cùng với các hệ giá trị văn hóa gia đình hiện đại. Đặc biệt, sau khi luật phòng chống bạo lực gia đình có hiệu lực vào năm 2008, công tác này đã được cả cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh thực hiện, trong đó tuyên truyền được xác định là giải pháp trọng tâm và xuyên suốt. Công tác thực thi pháp luật, đặc biệt là vấn đề về phòng chống bạo lực gia đình, rất được tỉnh chú ý. Chúng ta đã tổ chức tuyên truyền trên diện rộng cho các phương tiện thông tin đại chúng trong các cuộc họp và trong các cái lễ phát động, đồng thời là cũng phối hợp với cái chương trình xây dựng nếp sống văn hóa mới. Vì vậy chúng ta đã tích cực làm việc và đã từ 500 vụ trong năm 2007 đã giảm được trên là 60% số vụ bạo lực gia đình. Với sự vào cuộc đó, hàng năm bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hay lồng ghép vào sinh hoạt của các đoàn thể ở cơ sở và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, một hình thức tuyên truyền khác cũng được đánh giá là hiệu quả, đó là qua các hội thi được phối hợp tổ chức trong dịp Ngày Gia đình Việt Nam. Song hành cùng công tác tuyên truyền, vai trò của các sở ngành liên quan cũng được phát huy trong can thiệp xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình. Đa dạng về cách thức, phong phú về nội dung, với phương châm mưa dầm thấm đất, tất cả đã mang lại chuyển biến lớn trong nhận thức, từ đó chuyển đổi hành vi trong cộng đồng. Vui với những kết quả đạt được, nhưng cũng phải nhìn nhận hiệu quả thực thi luật này vẫn còn hạn chế do thiếu những quy định pháp lý đặc thù trong việc hỗ trợ bảo vệ nạn nhân và giáo dục xử lý người gây bạo lực. Công tác phòng chống bạo lực gia đình trong thời gian tới, vì vậy cần đến một hệ thống pháp lý đủ sức mạnh và cần hơn nữa những chuyển đổi từ trong nhận thức của người dân về bạo lực gia đình, về văn hóa trong gia đình, để mỗi gia đình Việt luôn là mái ấm, là chỗ bình an của mọi người.